chào quý khách. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Trần Anh Quang và phi hành đoàn rất hân hạnh. Chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus. Chuyến bay mang số hiệu VN931 từ Hà Nội đi Lofoten. Thời gian bay đến Lofoten dự định là 45 phút bay. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Ladies and gentlemen, on behalf of Vietnam Airlines and members of SkyTeam Airlines, Captain Trần Anh Quang and the crew member would like to wish you a proper birth and Happy New Year. It's our pleasure to welcome you on board our Airbus 321 flight number VN931 from Hanoi to Luang Prabang. Our estimated flight time to Luang Prabang is 45 minutes. Thank you and enjoy your flight.